Kính thưa quý vị, trong những dòng người đến định cư tại Hoa Kỳ, chúng tôi thấy rất nhiều người đến từ nhiều địa phương khác nhau, nhiều người đến vào những cái thời điểm khác nhau, và đặc biệt những vị tu sĩ của các tôn giáo cũng đến vào những thời điểm khác nhau. Như chúng tôi giới thiệu đến quý vị, Ni Sư Thiền Tuệ là một trong những vị tu sĩ Phật giáo đã đến định cư tại Hoa Kỳ trên 5 năm nay. Và cái nơi mà gọi là Ni Sư nhận làm quê hương của Ni Sư đó là chùa Phổ Linh. Thưa Ni Sư, bây giờ cô đã và Ni Sư đã bằng lòng với cái địa điểm này chưa? Cái nơi mà gọi là tu tập của Ni Sư chưa? Dạ, hiện tại thì chúng tôi rất là hài lòng. Dạ. Dạ, bởi vì như chúng tôi thỉnh thoảng cũng có nghe rằng bằng gì rồi cũng không qua bằng lòng. Dạ. Nhưng mà thưa Ni Sư, khởi đầu cái chùa Phổ Linh này thì nó đến với Ni Sư như thế nào? Thì đây cũng là một cái thắng duyên. Khi chúng tôi bước chân trên Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ thì tính đến nay cũng đã gần 10 năm. Yeah. Thì chúng tôi vừa mới tạo lập đạo tràng chùa Phổ Linh thì vừa tròn 3 năm tuổi. Và đây cũng là một cái nhân duyên thù thắng. Thì thưa quý giả Đoàn Trọng cũng như khán thính giả Nga Đài, thì chùa Phổ Linh thật sự hiện tại thì chúng tôi cũng mới chỉ mướn để làm cái nơi để hướng dẫn Phật tử tu tập, chứ chưa phải là cái chỗ mà chúng tôi mua. Nhưng chúng tôi rất là bằng lòng, bởi vì nếu mà mình có bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mình mới có tìm được sự an lạc. Còn cái dự định sau này hay như thế nào thì chúng tôi, bởi vì mỗi người có mỗi cái phước báo và cái nhân duyên khác nhau, nếu mà chúng ta không gây cái nhân tốt thì làm sao chúng ta hưởng cái quả tốt. Do đó chúng tôi cứ sống trong những cái giây phút hiện tại, và thật sự là cái ngôi đạo tràng chùa Phổ Linh tuy là nhỏ bé nhưng chúng tôi sống chung với ba sư cô cũng như quý Phật tử thân thương, thì chúng tôi thấy như vậy là cũng là mãn nguyện lắm rồi. Vâng. Thưa Ni Sư, hôm nay nhân mùa lễ Thanksgiving tạ ơn, Ni Sư nhìn thẳng vào trong ống kính truyền hình này. Ni Sư muốn nói gì về những lời cảm ơn những người đã cùng với Ni Sư trong một cái đoạn đường dài 10 năm đến đây để xây dựng cái đạo tràng này, để xây dựng một cái cuộc sống mới cho những đồng hương Phật tử cùng với Ni Sư ở tại đây. Ni Sư muốn nói gì với họ? Thật không gì hơn, từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, chúng tôi muốn ngỏ lời tri ân. Trước tiên là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, sau đó là những người bạn thân đồng tu và những Phật tử thân thương. Không nhất thiết là những Phật tử mà tất cả đồng hương Việt Nam. Chúng tôi xin kính gửi đến quý vị hai câu thơ thay cho lời muốn nói, đó là cảm ơn tình nghĩa đạo đời, cảm ơn đất nước một trời tự do. Thưa Sư Ni Sư, hôm nay thì chúng tôi thấy trong cái ngôi chùa Phổ Linh này rất nhiều là hoa lan. Thế hoa lan đâu mà nhiều vậy Ni Sư? Cái hoa lan này là do chính chúng tôi chăm sóc. Và mỗi lần mà Phật tử cúng dường hay là mua hoa lan về cúng Phật thì sau đó thì chúng tôi mới chăm bón lại. Và thưa cái giả Đoàn Trọng, thật sự chăm bón nó cũng rất là nhiêu khê, nhưng mà đó cũng là cái niềm vui. Thế hôm nay thì Ni Sư có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi một ngày của đạo tràng ở Phổ Linh, một ngày của các vị tu sĩ ở Phổ Linh, từ lúc mấy giờ cho đến mấy giờ là một ngày của chùa Phổ Linh thưa Ni Sư? Thông thường mỗi ngày thì chúng tôi thức dậy là 4 giờ rưỡi sáng, sau đó là 5 giờ sáng là bắt đầu cho cái thời công phu khuya. Thì trong cái thời công phu khuya chúng tôi tụng năm chú Lăng Nghiêm, sau xong phần năm chú Lăng Nghiêm thì chúng tôi tụng suốt 21 biến chú Đại Bi, và sau đó thì hồi hướng. Và buổi chiều thì 7 giờ thì chúng tôi tụng kinh Pháp Hoa hoặc là kinh Dược Sư, tùy theo cái thời khóa và cái sự yêu cầu của quý Phật tử. Và ngày Chủ Nhật thì thông thường thì 11 giờ chúng tôi vẫn làm lễ tụng, phần đông phần nhiều là trì tụng chú Đại Bi, hoặc có cái tuần nào có sự cầu an hoặc cầu siêu mà do yêu cầu của quý Phật tử thì chúng tôi sẽ đáp ứng theo cái nhu cầu của quý Phật tử. Thế thưa Ni Sư, người ta nói là tu là cội phúc, mà một ngày dài làm việc có thể nói là vất vả và cũng có thể nói rằng là không có thời giờ nào rảnh rỗi. Thế trong cuộc đời của tu sĩ của Ni Sư như vậy thì có lúc nào nghĩ rằng quá khó không thể tiếp tục được hay không? Có khi nào nghĩ rằng
thì chắc lại không có tu được rồi không thưa ni sư? Thật sự là bản thân của chúng tôi cũng như quý sư cô ở chùa Phổ Linh thì hầu như là xuất gia từ lúc còn nhỏ, mà ta hay gọi là đồng chân xuất gia. Và cho tính cho đến nay thì chúng tôi cũng đã ở trong mái chùa của đạo Pháp là đã hơn mấy chục năm rồi. Do đó mà thì tu thì giống như là sữa, có đôi lúc cũng hay buồn vắng vơ, nhưng mà cái đó nó cũng không có ảnh hưởng chi tới một cái sự nghiệp tu hành lớn lao của mỗi cá nhân, và nhất là cá nhân của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chiến tranh đã qua đi 42 năm người Việt cư tại Hoa Kỳ, cuộc sống có thể nói phát triển từ mọi hướng. Ngày nay người Việt chúng ta tương đối là thành công trên mọi phương diện, từ phương diện gia đình cho đến phương diện giáo dục và phương diện công ăn việc làm. Bên cạnh đó chúng ta cũng không thể nào nói đến vấn đề tâm linh, và tâm linh thì tôn giáo là một trong những yếu tố quan trọng của cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại. Hôm nay quý vị cùng với chúng tôi đến thăm chùa Phổ Linh để nhìn xem lại tất cả những sinh hoạt của một tổ chức tôn giáo và có thể nói hiện nay đang đa số có đồng hương Phật tử tại quận Cát. Thưa anh Thiện Quang, anh thường đến sinh hoạt tại chùa Phổ Linh. Thế chùa Phổ Linh nó mang lại cái ảnh hưởng như thế nào đối với gia đình cá nhân anh, thưa anh Thiện Quang? Tâm linh là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Mặc dù ở cách chùa cũng khá xa, 40 phút lái xe, chúng tôi cũng thường đến chùa Phổ Linh sinh hoạt trong những ngày lễ lớn của Phật giáo mình. Và mỗi ngày Chủ nhật khoảng 11 giờ thì chùa cũng có tổ chức những buổi lễ tụng kinh. Thưa chị Vô Thường, chị sinh hoạt ở chùa Phổ Linh cũng đã lâu, và chị nghĩ rằng chùa Phổ Linh cần phải làm cái gì nhiều hơn nữa thưa chị Vô Thường? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trả lời câu hỏi của anh thì thật ra thì với sức của mỗi một con người không có thể mà làm được nhiều. Đằng này đi sư thì đa đoan quá, ôm nhiều việc quá, vừa lo cho chùa bên này, vừa lo cho đồng bào đang lâm vào cảnh khốn khổ ở quê nhà. Ni sư cũng vừa mới về bến, mới trở qua, mặc dầu sức khỏe không có, mà ni sư cũng chịu khó đi đến tận nơi để trao những phần quà đến cho từng tay mọi người, để chia sẻ cái niềm đau trong cái thiên tai vừa rồi. Kính thưa quý vị, Đức Từ Bi là một trong những cái đức lớn của Đạo Phật. Và hết như chúng tôi thấy, tất cả những người tu tập ở đại đây cũng giống như tất cả thành viên của đạo tràng này, họ đều hướng về công việc từ thiện. Và một trong những cái công việc hiện nay cộng đồng người Việt chúng ta cũng gắn liền và có thể nói đã mang lại nhiều kết quả tốt cho tất cả những người cần sự đóng góp và giúp đỡ của quý vị.